Như vậy là chúng ta đã xong tới đây. Rồi bây giờ phần kế tiếp nè. Rồi bây giờ ở đây chúng ta có hình elip, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa tất cả những đối tượng này tạo thành cái vùng chọn. Ví dụ bây giờ thầy sẽ nhấn phím Control, click vô cái biểu tượng laser này. Rồi thì nó sẽ có cái vùng chọn. Nó sẽ có cái vùng chọn của cái hình này ha. Ví dụ thì ẩn hết đi cho dễ hình dung đó, tức là hiện tại là thầy có cái hình màu xanh bằng elip, nhấn Control click vô cái biểu tượng laser này, nó sẽ có vùng chọn này đó, sau đó thì ẩn luôn thì chúng ta có vùng chọn đúng không, thì thầy sẽ lưu vùng chọn lại nè, select cell selection là lưu cái vùng chọn nó lại. Thầy này thầy đặt tên của nó là số 1 đi, số 1 là cái lớn nhất. À, số 1. Ok. À, xong mà thầy mới cứ đến D thì chặn đi thì ẩn luôn. À, tương tự như vậy thì mở cái màu vàng ra. Mở cái màu vàng ra, sau đó thầy nhấn Control click vô cái này. Nó cũng có vùng chọn. Thầy cũng lưu vùng chọn lại, select share cái selection, lưu cái vùng chọn lại. Thì là tên nó là số 2. Tên là số 2. Ok. Rồi thầy chọn. À, ẩn đi. Tương tự như vậy cái hình chữ nhật này cũng vậy, nhấn Control click vô cái biểu tượng này. Thầy sẽ select, thầy lưu vùng chọn lại là cell selection, đặt tên là số 3 à. Rồi sau nó ẩn đi, thì tương tự mở cái tiếp ra, cũng Control click vô cái biểu tượng của nó có vùng chọn nằm ngang này, thầy cũng lưu vùng chọn lại, đặt tên cho nó là số 4. Số 4 rồi Control D thì chọn đi, ẩn đi. Rồi như vậy là thầy đã tạo xong, thầy đã lưu xong 4 cái vùng chọn của 4 hình vừa rồi đó. Rồi bây giờ thầy sẽ tạo một laser mới tinh, đặt tên là laser 1 à, đặt tên là laser 1, đặt trên cùng đi, laser 1 này. Thì bây giờ thầy mới tải, thầy mới load mấy cái vùng chọn hồi nãy thầy lưu hồi nãy nhé. Bây giờ thầy lấy ra nè, select load selection à, tải vùng chọn rồi sau đó thầy mới chọn cái tên là số 1 á, cái channel á tên là số 1 với một cái operation, tức là cái hoạt động của nó là new selection, thì chọn nó là vùng chọn mới. Ok, thì lấy lại cái vùng chọn rồi, vùng chọn hồi nãy thầy lưu, bây giờ thầy lấy lại bằng cách thầy load rồi tải lại. Tương tự như vậy thầy mới load cái thứ hai, cũng là menu select load selection, thì chọn lấy cái số 2, nhưng mà với cái tùy chọn là với một cái tùy chọn là subtract from selection đó. Tức là nó đang có cái lớn đúng không, thì mới trừ cho cái nhỏ này. Ok đó, thì nó trừ cái nhỏ thì nó còn cái này ha, cần cái này, sau đó select load selection cái số 3 và sử dụng tính năng là add to selection, tức là thầy sẽ cộng thêm. Ok thì sẽ cộng thêm cái giữa và cuối cùng load selection cái số thứ tư. À, lại load cái thứ tư thì nhớ là dùng tính năng là cộng thêm nha, add to selection. Ok thì nó cộng thêm thì đủ bộ, đứng tại lên một tô màu đỏ vô, hút màu đỏ vô, rồi đứng bên đây tô vô, and delete đó. Như vậy chúng ta mới có được cái hình này đó, cái hình này không dễ dàng ha. Rồi ok thầy lưu phim lại, xin mời lúc mình làm thầy cái phần 2 là làm sao tải với nhau, lót với nhau để có cái vùng chọn này và tô màu đỏ vô cho thầy với một laser mới nha. Rồi như vậy nha, thầy lưu phim lại.